Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hoàng. Ngày hôm nay thì Hoàng rất là trân trọng khi chuẩn bị được giao chiếc xe Lexus S250 màu đen, mẫu sedan bán chạy nhất của Lexus và trên toàn cầu. Và khách hàng của ngày hôm nay đó là một vị khách rất là dễ mến tới từ thành phố Cần Thơ. Đây là một thành phố nằm ở gần như là cuối của Tổ quốc và Hoàng cũng lần đầu tiên được tới thành phố này. Rất là vinh dự khi Hoàng được quý anh chị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc lựa chọn đặt mua xe Lexus. Và bây giờ thì Hoàng xin phép được mời quý anh chị và các bạn cùng với Hoàng để đi giao mẫu xe này nhé. Xin mời. Thay mặt Lexus Thăng Long thì em xin phép là cảm ơn anh đã lựa chọn Lexus ES và cho em một cơ hội được vào Cần Thơ. Rất là đẹp. Dạ, em xin chúc anh là sử dụng xe an toàn, hiệu quả và bình an. Đấy. Hy vọng là chiếc xe sẽ mang cho anh nhiều may mắn hơn. Và bây giờ anh có thể anh lên kiểm tra qua và hai em hướng dẫn qua cho một chút. Có ba chìa khóa này. Đấy. Khóa thẻ này thì nó giống như là cái chìa khóa này thôi nhưng nó không bấm được. Ok. Đấy. Còn đây thì có hai chìa khóa cơ thì em sẽ tắt pin đi để nó tiết kiệm pin. Đấy. Đấy, thì cái này sẽ không hoạt động nữa mà dùng cái này thôi. Rồi, thì anh đến xe là anh chỉ cần đặt tay vào cửa thôi ạ. Anh đặt tay vào cửa nó sẽ tự động nó mở ra. Đấy, nó mở ra đấy. Đấy. Và một chạm là khóa này. À đây. Đấy, một chạm là khóa này. Và đằng sau sẽ có đá cốp anh nhé. Đấy. Sau anh chỉ cần đá nhẹ này thôi. Nó cũng tự động là đi xuống này. Đấy. Ngoài ra anh có thể dùng trên chìa khóa này. Anh bấm vào đây này. Đấy. Ok.
thấy không? Cái này rất là rộng nhá, 420 lít anh để thoải mái vali. Ok, hoặc anh bấm đây này. Anh khách hàng tận mình cái tôm tôm khô à? Đầu tiên nhìn thấy món tôm này chắc là rất là ngon đây, rất là tuyệt vời. Đây là những món quà tình cảm khách hàng dành cho Xuân Hoàng mỗi khi đi giao xe, rất là đáng trân trọng. Em cảm ơn anh Vũ nhá. Và em Hoàng cảm ơn anh Vũ và gia đình đã cho em cơ hội được vào thành phố Cần Thơ thân yêu, và cũng như là cho em những chuyến đi này, những bữa ăn ngon và những món quà rất là thú vị mang về Hà Nội. Cảm ơn anh. Và Xuân Hoàng cũng rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của Hoàng. Mẫu xe Lexus ES250 hiện tại là có thời gian đặt hàng là từ 1 đến 3 tháng tùy theo từng màu xe cũng như là màu nội thất. Quý anh chị và các bạn quan tâm hơn về xe, xin hãy liên hệ lại với Hoàng nhé. Đại lý của Hoàng là Lexus Thăng Long, có địa chỉ nằm tại ngã tư Phạm Hùng và Dương Đình Nghệ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Rất là mong được sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.